Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Như vậy là đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta đã đạt được một cốc cột mốc lịch sử Nhưng vẫn thua nền bóng truyền nữ Thái Lan trong trận chung kết tuần 1 của giải bóng truyền Đông Nam Á Civil League 2024 Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã đạt cột mốc lịch sử Nhưng vẫn thua người Thái Lan trong trận chung kết của tuần 1 của giải bóng truyền Đông Nam Á Civil League 2024 Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn, thắng Thái Lan ở hai set lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải nhận trận thua 2-3, qua đó chúng ta chỉ giành được ngôi Á quân trong tuần 1 của giải bóng truyền Đông Nam Á CV league 2024. Và hai đội sẽ tái đấu sau đây một tuần tại nhà thi đấu Nakhon của Thái Lan. Quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển bóng truyền nữ Thái Lan với lại đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam, chúng ta có thể nói rằng có lẽ đây là một trận bóng truyền hay nhất giữa hai đội tính tới từ đầu giải đến nay. Đây là trận đấu mà chúng ta đã được thấy những gì tinh túy, những gì hay nhất của bộ môn bóng truyền đã được thể hiện vào trận đấu này. Đã có lúc đội tuyển Việt Nam dường như đã là những nhà vô địch khi chúng ta đã dẫn trước đối thủ. Nhưng cùng với sự lì lợm bản lĩnh của những nhà vô địch Civil League 2020 ta, Đội tuyển Thái Lan đã chứng tỏ rằng mình mới là nhà vô địch, và bá bảo vệ thành công được tấm huy chương vàng của C-League 2023 và chúng ta cũng phải nói rằng bóng chuyền Thái Lan quá chơi quá tốt, chơi quá hay, họ nền bóng chuyền của họ đã tiệm cận với khu vực